đó, cột dây đó nữa đó. Cột dây thôi. Ờ. Đúng rồi. Ờ, đầm body giống phải 60kg không? Ờ dạ không chứ ơi. Rồi mấy chị cứ việc con livestream của em đi, em qua làm này cho mấy chị nè. Rồi làm đẹp 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 con mấy chị thật sự luôn nha. Đẹp dữ lắm, đẹp mấy chị nào mà không hôm nay mà không xem livestream của em là tiếc nha mấy chị. Đó, không ở lại coi livestream là tiếc nha, không mua được cái đầm đẹp đâu. Nói thiệt. Đầm đẹp mà sale đó nha mấy chị. Đầm xịn mà em sale cho mấy chị đó nha, sale để bỏ mẫu luôn á. Bỏ mẫu không bán nữa nha mấy chị. Đó sale bỏ mẫu không bán luôn á. Qua đầm đi luôn. Cô gái đầm này như vậy cô gái. Rồi đầm này giùm em nha mấy chị ơi, đầm này 320 giùm em. Con xe mấy chị đầm này 300 luôn. Trời chơi lớn nha mấy chị luôn, đầm này 300 giùm em nha. Đó. Lấy đầm thì thôi mấy đầm 300 giùm em nha mấy chị ơi. Đó mấy chị có xâm đầm. Quá đẹp. Đầm này là 53 kg vừa nha mấy chị. Đó 53 kg vừa giùm em cái đầm này nha. Xuất sắc luôn. Đó đầm này giùm em. Dạ không chứ ơi. Đầm này đầm này giùm em nha. Đầm này 50kg rồi vừa nha. Đầm này 50kg rồi vừa giùm em. Giá đầm này là 300 nha mấy chị ơi. Đó giá đầm này 300 giùm em nha. Đó cho mấy chị có cái phân đầm này. Trời xuất sắc. Cái đầm này giải nó mềm mềm quá chị. Bọng cưng lắm luôn nha. Bọng mọi nó rất là dễ bọng mọi như bọng vậy đó. Đẹp chứ lắm đẹp luôn nha. Rồi lấy đầm này comment đầm giùm em. Đầm này giá là 300 ha. 50kg rồi vừa. Đầm 300 là em biết là nha mấy chị có cái phân đầm. Xuất sắc chưa? Lấy đầm thì comment đầm giùm em nha. Đầm giá là 300, 50kg lên vừa nha. Rồi mấy chị lấy đầm thì comment đầm 300 là em biết rồi nha mấy chị không? Cho mấy chị có cái phân đầm. Đẹp dữ lắm, đẹp nha mấy chị thật sự luôn. Đó, nhúng nhúng cái này nè mấy chị. Đó, nó nhúng nhúng cái này, đẹp luôn nha. Rồi qua mẫu đầm luôn nha mấy chị ơi. Đó lấy đầm thì comment đầm. Đầm 300 giùm em. Rồi qua mẫu nha. Đầm 53kg lên vừa. Ủa 50kg lên vừa chứ. Em qua mẫu đầm này luôn nha. Lấy thì comment giùm em nha mấy chị ơi. Đó lấy đầm coi. Lấy đầm kèm số điện thoại giùm em để em biết em dễ chùa cho mấy cái nha. Lấy đầm 300 ok chị Ngân Huỳnh, đầm 300 nè. Ok chị Ngân Huỳnh nha. Rồi đầm này giùm em nha mấy chế. Rồi đầm này giùm em, đầm này giá là 320. Đó đầm này 320 giùm em nha. Đó. Sale rẻ cho mấy chị mua đi. Rồi đầm này 320 giùm em nha. Đầm này lúc đầu tính sale là 350. Nhưng mà thôi sale rẻ cho mấy chị mua đi, cho mấy chị dễ mua. Rồi rồi đầm này giùm em nha, đầm này là 320 nha. Gửi tự mát thì thôi, tự làm hết rồi. Rồi 320 giùm em cái đầm này, trời đẹp quá nè. Xuất sắc luôn nha. Giải tâm hình không nói gì cho ai biết gì đây. Ừ khỏi biết đi, là mũi không cho biết đó. Rồi đây nha mấy chế. Làm này giùm em 320. 50, 52, 53kg vừa giùm em cái đầm này. Đó đầm này 320 giùm em nha. 5253 cái vừa. Rồi quá mẫu luôn nha mấy chị. Cho mấy chị có xem đầm nè. Quá đẹp, quá tuyệt vời cái đầm này luôn. Thật sự nha. Âm gu xì nè mấy chị. Đó. Đầm không bơ liệt không? Dạ có nha. Nè mấy chị ơi, lấy đầm em đang bận. Comment đầm em đang bận. Đầm em đang bận là giá 320 nha. Đó lấy đầm 320. Comment đầm 320 là em biết thôi nha mấy chị. Đẹp quá nữa chứ. Rồi em qua mẫu luôn nha. Nè mấy chị coi cái con ong gu xì nè, mấy chị biết hàng xịn này nha. Cái ong có con ong gu xì nè mấy chị. Mấy chị không thích đúng không? Mấy chị về mấy chị gỡ ra. Đó mấy chị phối chung với khác cũng ok nha. Đó không thích thì về phối chung với khác cũng ok nha mấy chị. Đấy cho mấy chị coi nè. Xuất sắc luôn cái đầm này nha mấy chị ơi. Quá đẹp luôn, quá tuyệt vời. Rồi lấy đầm thời bên đầm 52 53 ký vừa giùm em nha. Giá đầm này là 320 giùm em. Rồi qua mẫu luôn nha. Em qua mẫu đầm được nha mấy chị. Hả?
chứ hỏi nghe không nhớ luôn trời. Rồi đầm này dùm em. Rồi đầm này là giá là 320 nha. 320 lấy đầm, thầm em đầm 320 giùm em gọi qua mẫu luôn nha. Đầm này là 52-53kg vừa nha mấy chị ơi. 52-53kg vừa nha. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chị ơi. Em qua mẫu luôn nha. Mấy chị lấy đầm thì thầm em đầm giùm em là em biết rồi nha mấy chị ơi. Đó kèm đầm kèm số điện thoại giùm em là em biết rồi nha. Rồi em qua mẫu luôn nha. Rồi em qua đầm này cho mấy chị nha. Đầm này đẹp nè mấy chị. Đầm này đẹp nè. Rồi em qua đầm này cho mấy chị nha. Trời ơi, đẹp quá, nhưng mà bận ở trong. Chị mới đóng cửa lại đi. Rồi em sẽ thay cái áo này ra cho mấy chị xem nha. Đó em sẽ thay cho mấy chị xem luôn nha. Đẹp lắm, thật sự luôn. Chị chờ em nha, để em thay cái này cho mấy chị xem. Đó, em thay ra luôn cho mấy chị nha. Em thay ra cho mấy chị mua luôn nha mấy chị. Thông cảm nha. Đây, chờ em chút xíu nha. Em thay ra cho mấy chị xem luôn nha. Em thay ra cho mấy chị dễ xem nha. Chứ em chồng vô cái thấy cái áo trong của em mấy chị. Đó, em chồng vô cái nó bị thấy cái áo trong của em thì nó sao không đẹp. Thấy cái áo à? Thấy cái áo trong của em thì nó sao được đẹp nha. Đây chờ em nha mấy chứ. Thấy gì? Đây nè nha mấy chị. Mấy chị coi nè. Còn cái phong đầm đẹp quá mấy chị ơi. Xuất sắc chưa? Quá đẹp cái đầm này luôn nha. Rồi đầm này giùm em nha mấy chị ơi. Rồi đầm này giùm em giá là 300. Rồi giá này là 300 giùm em nha mấy chị ơi. Em đang bận là da, em có trắng với da nha mấy chị. Đó em có trắng với da ha. Xuất sắc luôn. Rồi em đang bận là da nè. Đó em đang cầm là trắng này nha mấy chị. Đẹp lắm. Rồi xe cho mấy chị đầm này giá là 300 nha. Đó xe mấy chị đầm này 300. Nó kèm cho mấy chị cái lót, cái quần ở trong nha mấy chị. Đó kèm cho mấy chị cái quần ở trong không sợ bị lộ hàng luôn nha. Rồi 300 nhiều cái đầm này cho mấy chị xem nè, để máy cho cái bóp cho mấy chị dễ coi. Đẹp đúng luôn nha mấy chị. Em lại từ từ cho mấy chị nha. Đó em lên từ từ cho mấy chị xem. Mấy chị cứ việc coi livestream của em đi, gấp là không mua được. Gấp là không mua được hàng đây mấy chị. Gấp là không mua được. Hay nè mấy chị. Đó máng cho mấy chị xem luôn cái đầm, cái phông đầm nha. Dễ thương lắm luôn nha mấy chế. Đầm này em sale cho mấy chị giá 300 ngàn nha. Đó, đầm này sale cho mấy chị giá 300. Độ đẹp quá luôn, xuất sắc. Nè mấy chị, nó như vậy nè. Cái màu da thì nó cũng kèm cho mấy chị là cái quần ở trong luôn nha. Có nha chị ơi, rồi từ từ em lên cho mấy chị nha. Em đang lên đầm này rồi. Đây, mấy chị xem nè. Đó, phun lực. Cái này là ghen nha mấy chị, đó ghen. Cái này là cái áo vo nó ngoài, đó rất là đẹp luôn, xuất sắc. Đó nhưng mà nó là gờ nha. Đây cho mấy chị xem ông sao nữa mấy chị. Trời ơi ông sao quá đẹp luôn. Đó quá đẹp ông sao luôn nha mấy chị ơi. Em đang gọi là da nha, em đang cầm là trắng nha mấy chị ơi. Đầm này xe 300 nha mấy chị. Đó đầm này á là khoảng 50kg đô la vừa giúp em nha mấy chị ơi. Đầm này 50kg đô la vừa giùm em nha. Rồi lấy đầm thì khơm em đầm cho em nha mấy chị ơi. Đó lấy đầm thì khơm em đầm cộng màu cộng số điện thoại cho em nha. Đó rất là đẹp luôn. Đây nào, đen
ủa da và trắng đó, em đang bận là da, em đang cầm là trắng nha chị ơi, rất là đẹp luôn, xuất sắc. Cái em là xuất sắc cái em luôn nha. Rồi mấy chị ơi, lấy thì comment giùm em nha. Da, da và trắng, rồi em qua mẫu luôn nha. Đó, cho mấy chị xem lại cái form rồi em qua mẫu luôn. Mấy chị về mấy chị bận dưới cái áo ngực màu da là ok nha, không sợ bị thấy nha mấy chị. Đó, về bận chung với cái áo ngực màu da là không sợ bị thấy nha. Rồi, qua mẫu luôn nha. Mấy chị lấy đầm thì comment đầm. Còn giá đầm này là 300 thì em gọi em qua mẫu đầm này luôn nha mấy chị. Bán được đi. Đó, giá đầm này 300 giùm em nha. Ờ dạ có nha mấy chị ơi, có gì có gì coi livestream của em đi mấy chị. Em lên từ từ mẫu cho mấy chị xem.